nhà đất Hằng Ni. Xin kính chào tất cả các anh chị quý khán thân mến. Và trong buổi trưa đẹp trời ngày hôm nay, Hằng Ni giới thiệu một căn nhà phố nằm trong phân khúc giá bán 9 tỷ hơn, ngay vị trí trung tâm trục đường Thống Nhất, mà được gia chủ mình có đầu tư thang máy rất là xịn sò luôn, cũng như là phòng xông hơi, an cư nghỉ dưỡng ngay chính ngôi nhà của mình. Toàn bộ nội thất cao cấp chúng ta mua về chỉ cần xách vali vào ở. Và đi xem mời khách hàng mình cùng em chúng ta tiếp tục di chuyển để tham quan ngôi nhà nè. Và ngôi nhà hôm nay Hằng Ni giới thiệu tọa lạc trong con hẻm của trục đường Thống Nhất thuộc phường 11 quận Gò Vấp. Đó, nhà mình kế bên trường trung học cơ sở Phan Tây Hồ. Di chuyển ra ngoài này chỉ khoảng 50m và trong bán kính 200m là có đầy đủ chợ trường học luôn nè cả nhà. Ngay đường lưu thông tương đối thoải mái, khu dân cư ở hiện hữu, vị trí thích hợp vừa ở mở văn phòng công ty, tiệm nail, tiệm tóc, serum spa nhỏ nhỏ tại nhà cũng được luôn. Ngay đoạn đường Thống Nhất mình giao với đường Lê Văn Thọ, Lê Đức Thọ, đường Nguyễn Văn Khối, hoặc là di chuyển ra đường Quang Trung, cách ngã năm Đờ Vấp chỉ tầm khoảng 10 phút di chuyển. Và đi xin mời khách hàng mình cùng em từ phía ngoài này di chuyển vào bên trong con hẻm để tham quan nè. Và ngôi nhà tọa lạc ngay khu dân cư ở hiện hữu, xây dựng đồng bộ tương đối đều nhau. Đường trước nhà của mình rộng 5m nè cả nhà. Xe ô tô chúng ta di chuyển vào tận nhà. Đó, một căn nhà kết cấu chuẩn là một trệt một lửng. Ba lầu có ban công sân thượng bên trên, sổ hồng chính chủ công chứng mua bán trong ngày. Được gia chủ thiết kế theo mẫu kiến trúc hiện đại, tông chủ đạo là màu trắng. Mỗi tầng đều có chỗ ban công ở bên ngoài vô cùng thông thoáng. Và nhà mình thuộc hướng chính là hướng Tây Bắc, phù hợp khách hàng mình cứ mệnh là Tây Tứ Trạch. Với diện tích chiều ngang là 4m, chiều sâu là 16m. Công năng sử dụng bên trong nhà gồm phòng khách, phòng bếp, khu vực radio ô tô. Bên trên có tổng là 3 phòng ngủ và đã được gia chủ mình trang bị hoàn thiện. Trong đó mình có 2 phòng master rất là to luôn, kèm phòng thờ, ban công, sân thượng đầy đủ. Và đặc biệt ngôi nhà này được gia chủ mình có thiết kế thang máy bên trong nhà, cũng như là phòng xông hơi, phòng spa chăm sóc da, an cư nghỉ dưỡng ngay chính ngôi nhà của mình luôn nha cả nhà. Đó, khu dân cư tương đối an ninh luôn, có camera khu phố an toàn cho đại gia đình khi mà an cư tại ngôi nhà này. Và ngôi nhà đang được gia chủ rao bán với mức giá là 9.780.000.000 nha cả nhà. Giá còn bớt, khách hàng mình thiện chí mua nhanh nữa. Và cùng Hằng Ni chúng ta ngắm nhìn một lần nữa, em bắt đầu di chuyển bên trong ngôi nhà để cả nhà mình cùng tham quan nè. Một trệt một lửng ba lầu. Và gia chủ trang bị cho mình một lớp cửa sắt bốn cánh phía trước. Cả nhà mình mua về á, Hằng Ni sẽ trao đổi với chủ nhà của mình làm thêm một lớp cửa nhôm sinh pha, hoặc là một lớp cửa cuốn bên trong, hai lớp cửa để an toàn hơn. Đó, cái tông màu trắng nhìn vô cùng sang luôn cả nhà. Do kiến trúc sư may rồi thiết kế chăm chút tỉ mỉ từng ngóc ngách không gian bên trong. Đó. Và đây, di chuyển vào khu vực tầng trệt được gia chủ thiết kế làm radar ô tô. Mình đổ được xe ô tô 4 trò 7 chỗ xe bán tải tương đối thoải mái. Chúng ta có tủ để giày dép, tủ điện nón bảo hiểm, âm tường vào bên trong. Tông chủ đạo là màu trắng được gia chủ thiết kế cho ngôi nhà này nè. À, bên dưới gạch của mình, đất gạch bóng kiến, trống trầy, trống chân trợt, 61m2. Hai phía bên thành tường của mình được gia chủ mình ốp gạch cao phun trần lên trên luôn. Cũng như bên trên trần của mình ở cả nhà trường chìm nhật cắp đèn led âm trần nè. Quá là nét luôn á. Đó, cái tông màu trắng nhấn nhá làm điểm nhấn, rồi chúng ta có những cái đèn led chiếu sáng bên dưới nữa. Sẽ di chuyển bậc cấp. Ra không gian khu vực phòng khách xây dựng là tầng ngược phía sau. Ngôi nhà này được gia chủ mình có thiết kế thang máy bên trong nhà, phù hợp cả nhà mình an cư sinh sống hoặc mua dành tặng trong bài lớn tuổi trong gia đình thì tương đối phù hợp luôn. Một căn nhà nằm trong phân khúc giá bán 9 tỷ hơn nha cả nhà. Và em đang có mặt tại phòng khách được gia chủ thiết kế nè. Xây dựng là tầng ngược, chúng ta đã có đầy đủ sofa, bàn trà, kệ tủ tivi.
Đẹp quá cả nhà ơi, khoảng này được gia chủ thiết kế thông tầng nhìn lên bên trên. Đó, bên trên mình có đèn chùm chần chìm được cấp đèn led âm trần. Quá là nét luôn, cái tông màu trắng, màu xám rồi thêm những cái đồ nội thất trang trí làm điểm nhấn, có tủ rượu, tủ trưng bày, tủ để đồ nè. Và cuối nhà của mình được gia chủ thiết kế làm không gian khu vực trồng cây trồng hoa mini, ô cửa giếng trời, nơi lấy sáng trực tiếp ra ngôi nhà và toilet sử dụng tại tầng trệt. Ở đây mình còn thiếu một cái cửa để qua nữa cả nhà. Hằng đi nghĩ là mình lắp thêm một cái lavabo nó sẽ hợp lý hơn á, để như vậy không gian nó cũng hơi kỳ kỳ á. Đó, về Hằng đi sẽ đổi chủ nhà của mình để thêm một cái cửa ở đây nữa, rồi mình lắp thêm một cái lavabo mini cho cả nhà của mình. Cả nhà mình thích mẫu nào thì mình vào mình thiết kế lại nha cả nhà. Và cùng em chúng ta ngắm như là một lần nữa từ kiến trúc phía cuối ngôi nhà. Đó, mảng tường khu vực sofa của mình được gia chủ mình thiết kế những cái tấm giả đá nè, rồi những cái tấm rương trang trí, đèn led chiếu sáng nhìn nét quá trời nét luôn. Và phía khu vực kệ tủ tivi, đó, cái tông màu kem, màu xám, màu trắng, dây cấp ống đồng máy lạnh đã được gia chủ mình trang bị hoàn thiện cho không gian này. Và cùng em chúng ta tiếp tục di chuyển lên cái tầng bên trên để tham quan ngôi nhà. Cả nhà mình quan tâm ngôi nhà này cho một căn nhà phố ngay vị trí trục đường Thống Nhất, với diện tích chiều ngang là 4m, chiều sâu là 16m. Hãy liên hệ cho Hằng Ni để đến tham quan thực tế và mua bán ngôi nhà, làm việc trực tiếp với chính chủ. Đó, từ bên trong nè cả nhà, nhìn ra phía trước nè, tương đối rộng luôn. Cả nhà mình đổi xe ô tô 4 cho 7 chỗ, hoặc có là chúng ta kinh doanh mua bán online thì tương đối phù hợp luôn á. Và Hằng Ni tiếp tục di chuyển lên các tầng bên trên để cả nhà mình cùng tham quan. Khách hàng mình quan tâm ngôi nhà này, hãy liên hệ cho Hằng Ni với số hotline hiển thị bên trên góc trái của màn hình để đến tham quan thực tế và mua bán ngôi nhà, làm việc trực tiếp với chính chủ. Đã, bên trong nhà mình có nhà có những cái đồ decor nhìn rất là xinh luôn á. Gia chủ phải nói quá là có gu luôn. Hay ha. Đây, thang bộ được gia chủ mình ốp đá hoa cương, bên dưới có đèn led chiếu sáng thay vịn bằng lan can sắt nè. Đó. Và từ bên trong này nhìn xuống bên dưới. Phải nói là góc nào cũng đẹp, được gia chủ mình đầu tư rất là chăm chút luôn á. Phân khúc giá bán 9 tỷ hơn nha cả nhà. Mình vào mình thương lượng với giá bán hợp lý nhất. Và Hằng Ni đang có mặt tại tầng lẫn, được gia chủ mình dặn thẳng riêng làm gian bếp tại khu vực này. Chúng ta có bộ bàn ăn, 6 ghế, hệ tủ bếp trên, tủ bếp dưới được gia chủ sử dụng toàn bộ là chất liệu gỗ An Cường. Cái tông màu trắng này, rồi màu gỗ pha lẫn với nhau nền sang lắm luôn á. Đó, trong đó thì mình có đầy đủ phụ kiện bếp, tủ lạnh lớn hai cánh bên trên đèn chùm của mình, đèn chùm trần chìm giật cách đèn led âm trần, có quầy bếp đảo nè cả nhà. Đó, thoáng chưa, phải có cửa sổ mở ra bên ngoài nữa chứ, khu vực trồng cây trồng hoa này. Đó, đẹp chưa cả nhà, một gian bếp dành thẳng riêng trên tầng lẫn, rất là riêng tư luôn, thiết kế tương đối hợp lý cho một căn nhà ngang 4, chiều sâu là 16m nha cả nhà. Đó, đây, cái khu vực này mình có cái kệ để rượu, để trưng bày nè, tủ để đồ rất là hợp lý luôn á. Cái tông màu trắng nhìn nó đơn giản, thêm những cái đồ nội thất được gia chủ mình nhấn nhá vào, nhìn sang quá trời sang luôn. Và cùng Hằng Ni chúng ta tiếp tục di chuyển lên các tầng bên trên để tham quan ngôi nhà. Ngôi nhà này do một anh kiến trúc sư cũng rất là có tiếng tại quận Gò Vấp thiết kế nên đó cả nhà. Đó, khu vực này là cái tiểu cảnh mini tại đây nè. Rồi cái bên dưới là sử dụng cái lan can bằng sắt, bên đây là bắt đầu mình đổi ngược rồi, tay vịn bằng chù rổ nè, kết hợp với kính cường lực, cái màu tông đen á, rồi thêm những cái ánh đèn chiếu rọi vào, nhìn nhà mình phải nói là quá sang luôn. Và cùng Hằng Ni chúng ta ngắm nhìn từ tầng lẫn, nhìn thông tầng xuống bên dưới. Đó, và em di chuyển tiếp tục lên cái tầng bên trên để cả nhà mình cùng tham quan. Quý thầy mình quan tâm ngôi nhà này, hãy liên hệ cho Hằng Ni với số hotline hiển thị bên trên góc trái của màn hình để đến tham quan thực tế và mua bán ngôi nhà, làm việc trực tiếp với chính chủ. Hằng Ni sẽ di chuyển vào bên trong thang máy để cả nhà mình cùng ngắm nhìn thang máy rõ hơn nè cả nhà. Quý thầy mình quan tâm ngôi nhà này, hãy liên hệ cho em nha. Vào mình thương lượng giá hợp lý để mua bán sở hữu. Và sổ hồng thì cứ làm việc với chính chủ công chứng mua bán trong ngày nha cả nhà. Tầng trệt nè, tầng lửng nè, bây giờ em lên lầu 1 nè. Đó, bên trong thang của mình, thang bóng kính, thang kính nè. Đó, đây,
Và em đang có mặt tại lầu đầu tiên đã được gia chủ mình trang bị hoàn thiện. Cùng Hằng Ni chúng ta di chuyển để tham quan. Đây, phòng ngủ đầu tiên này cả nhà. Nằm ở phía sau. Để Hằng Ni xuống đây và mình từ từ đi lên để cả nhà mình ngắm nhìn rõ hơn từng ngóc ngách kiến trúc bên trong. Đó, từ cái khu vực này nè, mình sẽ đi lên phòng ngủ đầu tiên nằm ở phía sau. Được gia chủ mình trang bị hoàn thiện, chúng ta có giường ngủ, kệ tủ tivi, cái mảng tường trang trí làm điểm nhấn, tủ quần áo được gia chủ sử dụng toàn bộ là chất liệu gỗ An Cường luôn. Cái cửa ra vào của mình cũng là lỗi của An Cường luôn cả nhà. Đó, bàn trang điểm kết hợp với bàn học. Phía sau thì có cái ô cửa sổ nhỏ nhỏ mở ra bên ngoài tương đối thông thoáng. Đây. Đó. Bác mẹ lắm nha cả nhà. Và toilet sử dụng riêng cho mỗi phòng đã được gia chủ mình thiết kế hoàn thiện, bồn vệ sinh, lavabo đun sôi, vách kính ngăn riêng, khu vực kệ giá treo đồ nè, rồi ô cửa sổ mở ra bên ngoài có cái rèm che chắn hoàn thiện, rồi được gia chủ mình thiết kế cái tông màu trắng thêm những cái viên gạch trang trí làm điểm nhấn tương đối nét luôn á. Đó. Và đây, thoáng chưa, nhà quá là đẹp luôn cả nhà. Và cùng Hằng Ni chúng ta tiếp tục di chuyển phòng ngủ thứ hai nằm ở phía trước để cả nhà mình cùng tham quan. Cái này mình quan tâm ngôi nhà này, hãy liên hệ cho Hằng Ni để đến tham quan thực tế và mua bán làm việc trực tiếp với chính chủ. Phòng phía hai phía trước phòng ngủ master thì chúng ta sẽ có toilet sử dụng riêng bên trong nè cả nhà. Vách kính ngăn riêng, bồn vệ sinh, lavabo đun sôi, ô cửa sổ mở khu vực khiến trời tương đối thông thoáng luôn. Bên trong có những cái kệ để đồ, để trang trí nè, mình để dầu gội, sữa tắm, những cái phụ kiện bên trong toilet thì tương đối phù hợp luôn á. Đó. Và phía bên ngoài là chúng ta sẽ có giường ngủ, kệ tủ tivi, bàn trang điểm. Mảng tường này được gia chủ mình thiết kế uốn lượn, nhìn bo tròn quá là nét luôn. Cái tông màu trắng nè. Rồi ban công phía trước. Này, ban công. Đối diện nhà mình là khu dân cư ở hiện hữu nè cả nhà. À, kế bên trường Phan Tây Hồ luôn. Từ khu vực này mà nhìn ra là thấy được trường Phan Tây Hồ luôn á. Đó, cái biển hiệu trường trung học nè, Phan Tây Hồ, gia chủ có trồng cây phía trước thoáng lắm nha cả nhà. Quý khách hàng mình quan tâm ngôi nhà này, hãy liên hệ cho Hằng Ni để đến tham quan thực tế và mua bán ngôi nhà làm việc trực tiếp chính chủ. Với diện tích là ngang 4, chiều sâu là 16m, đang được gia chủ đang bán với mức giá là 9 tỷ 780 triệu đồng. Giá còn bớt, khách hàng mình thiện chí mua nhanh nữa. Đó, mảng tường khu vực kệ tủ tivi của mình được gia chủ mình thiết kế phối màu nhìn rất là sang luôn cả nhà. Tủ quần áo nè, đụng nóc lên trên đẹp quá ha. Đó, để Hằng Ni đứng ở góc này để cả nhà mình ngắm nhìn rõ hơn. Đây, gỗ An Cường, cái tông có màu đen khối á. Đó, có đèn led chiếu sáng bên trong kết hợp với khung cánh mở bằng kính cường lực. Và em tiếp tục di chuyển đến cái tầng bên trên để cả nhà mình cùng tham quan. Cả nhà mình quan tâm ngôi nhà này, hãy đến cùng Hằng Ni tham quan thực tế và mua bán làm việc trực tiếp với chính chủ. Tôi lạc ngay vị trí trục đường Thống Nhất. Trong bán kính 200m thì mình có đầy đủ chợ siêu thị luôn. Bây giờ mình đi lên tiếp tục nha cả nhà. Lần tiếp theo mình còn một phòng ngủ master bên trên nữa. Đó, bên trong thang của mình nè. Nhà này do kiến trúc sư Mai Đo thiết kế bảo hành với thang mình trong thời gian an cư sinh sống. Và tới rồi, cùng Hằng Ni chúng ta di chuyển ra phía bên ngoài để tham quan. Đây, mình sẽ đi ra phòng ngủ phía trước, phòng ngủ master nè. Tầng này được gia chủ mình dành hẳn riêng là một tầng master cho gia đình của mình. Đó, quá là sang đẹp luôn cả nhà. Đây, chúng ta có giường ngủ nè, sofa, kệ tủ tivi. Mảng tường của mình được gia chủ mình ốp một cái tấm giả đá, thiết kế nhìn đẹp quá ha. Phía trước là có cái ban công lớn luôn, rèm màn cửa. Đây, khu vực trồng cây trồng hoa. Hằng Ni quay kỹ một tí để cả nhà mình xem rõ hơn. Một số khách hàng mình ở xa, mình xem kỹ hơn từng chi tiết bên trong nhà. Đó, mình có trong khu vực trồng cây trồng hoa nè. Và từ phía bên ngoài nhìn vào bên trong, đẹp chưa, có cửa kính mở lớn ra luôn. Chúng ta có giường ngủ, hệ tủ tách đầu giường, full chất liệu gỗ An Cường được gia chủ mình đầu tư cho bên nhà của mình. Đó, và tủ quần áo. Phía này là kệ tủ tivi kết hợp với bàn trang điểm bên trên trần đó cả nhà. Đó, đẹp quá ha, nét chưa. Đây, cái mảng tường này được gia chủ mình ốp với những cái tấm nhựa PVC, rồi những cái lam gỗ trang trí làm điểm nhấn cho ngôi nhà. Còn khu vực này để một cái sofa, bàn trà nhẹ nhẹ, ngồi đọc sách, uống trà, nhâm nhi một ly cà phê, một ly rượu,
cũng rất là hợp lý luôn, có ô cửa sổ mở ra bên ngoài nè. Và phía ngoài này thì được gia chủ mình có trồng cây trồng hoa ở đây á cả nhà. Đó, hay ha. Một khu vực rất là thiên nhiên bên trong ngôi nhà của mình luôn. Bên trên sẽ là ô cửa giếng trời nè. Đó, thông thẳng xuống bên dưới luôn. Tính ra nhà mình thoáng lắm. Và sẽ di chuyển bậc cấp để không gian khu vực, một nơi không thể bỏ qua cho ngôi nhà của mình. Phòng xông hơi nghỉ dưỡng ngay chính ngôi nhà của mình, không cần đi đâu quá xa. Chúng ta có bồn tắm nằm nè, vách kính ngăn riêng. Đó, thoáng chưa? Bồn tắm sục, bồn tắm nằm. Phòng xông hơi đá nóng được gia chủ mình nhấn nhá bên trong này, nhìn rất là chill luôn á. Mọi ngóc ngách không gian bên trong đều được gia chủ mình thiết kế tương đối hợp lý luôn. Đây, bên này chúng ta có lavabo đôi nè cả nhà. Bàn trang điểm, rồi kệ tủ để đồ, để những cái đồ lặt vặt bên trong tương đối phù hợp luôn á. Gạch thì gia chủ mình ốp cao phun trần lên trên luôn. Thích nhất những ngôi nhà mà thiết kế lavabo đôi như vậy. Nhà mình khi mà mình cần sử dụng thì rất là hợp lý luôn. Đó, nhìn qua bên này, cái phòng xông hơi đá nóng ngay chính ngôi nhà của mình, không cần đi đâu quá xa. Và cùng Hằng đi, chúng ta tiếp tục di chuyển lên các tầng bên trên để tham quan ngôi nhà. Hằng đi sẽ đi bằng thang bộ nữa cả nhà. Đó, thiết kế nét quá ha. Và cả nhà mình quan tâm ngôi nhà này, hãy đến cùng em tham quan thực tế và mua bán làm việc trực tiếp chính chủ để sở hữu được một căn nhà hợp lý nhất. Ngay vị trí trục đường thống nhất, cả nhà mình di chuyển về ngã năm Đồi Vấp tương đối gần. Và khu vực phía trên được gia chủ mình thiết kế đầy đủ. Đây, mọi ngóc ngách không gian bên trong đều được gia chủ mình tận dụng, thiết kế những cái đồ decor rất là xinh luôn cả nhà. Đây, và mình sẽ có sân thượng trước, sân thượng sau. Và sân thượng phía sau là khu vực trồng cây trồng hoa, nơi để làm sân phơi, khu vực giặt sấy. Mình về mình làm thêm những khung sắt bảo vệ che chắn lại nha cả nhà. Hoặc hàng đi trao đổi với chủ nhà của mình làm hoàn thiện để cả nhà mình vào an cư sinh sống thôi. Đó, quanh nhà của mình là những căn nhà cao tầng nè. Đây, đó. Và bên trên này, nơi để bồn nước hay máy nước nóng năng lượng mặt trời. Ngôi nhà này thiết kế phải nói là quá đẹp luôn. Và cả nhà mình cần đơn vị thiết kế thi công xây dựng, hãy liên hệ cho Hằng Ni. Bên Hằng Ni cũng có hỗ trợ đơn vị xây dựng theo nhu cầu của gia đình của mình. Hoặc là mình có một miếng đất mình cần tư vấn thiết kế thi công, hãy liên hệ cho em nha. Và ban công sân thượng phía trước nè. Đó, mình có bàn trà, ghế ngồi, khu vực trồng cây, trồng hoa. Khu vực sân thượng phía trước gia chủ thiết kế thông thoáng. Cả nhà mình về mình thích thì mình làm thêm những khung sắt bảo vệ vào nha cả nhà. Đây, và video của Hằng Ni đến đây cũng kết thúc rồi. Hằng Ni trân trọng cảm ơn khách hàng mình rất là nhiều luôn đón xem và ủng hộ cho em. Cũng như khi xem, hãy nhớ cho em một lượt đăng ký kênh và đừng quên bấm mật thông báo để nhận video mới mỗi ngày. Cả nhà mình quan tâm ngôi nhà này, hãy liên hệ cho Hằng Ni để đến tham quan thực tế và mua bán làm việc trực tiếp chính chủ, nằm trong phân khúc giá bán 9.780.000.000 đồng. Và video của em đến đây cũng kết thúc rồi. Và trước khi kết thúc video, Hằng Ni xin gửi lời cảm ơn một lời chúc đến đại gia đình của mình. Các cô chú anh chị luôn có sức khỏe, an yên và tràn đầy hạnh phúc. Và mình đón chào năm mới 2024 một năm vạn sự như ý nha cả nhà. Em xin hẹn cả nhà mình video tiếp theo nhé. Chào tạm biệt. Bye bye.